Xin kính chào các bạn đã quay lại trở lại kênh YouTube của mình Honda Hồng Đức 11. Mình xin tự giới thiệu, mình tên Đặng Hoàng Vinh, chuyên viên bán hàng huyết Honda Hồng Đức 11. Địa chỉ cửa hàng của mình là ở số 934 ấp Cầu Sáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Và số điện thoại để các bạn liên hệ mình là 0907 759 795. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về một mẫu xe Winx, mẫu đang mới nhất của Honda Việt Nam, một siêu phẩm cũng vừa mới ra mắt. Và hôm nay xe đã về tới cửa hàng. Và hôm nay thì mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn luôn nha. Đây là bản màu mới của dòng Winx của Honda Việt Nam nha các bạn. Bản này là bản mới vừa mới ra mắt gần đây luôn, và cửa hàng của mình cũng mới vừa nhận. Thì hôm nay thì mình vừa nhận xong thì mình review cho các bạn để các bạn xem tham khảo nha, và mình báo giá cho các bạn cũng như là hỗ trợ các bạn chương trình mua xe trả góp luôn nha các bạn. Thì các bạn, đây là bên công ty Honda cũng mới vừa phối lại một cái màu sơn mới của dòng Winx bản thể thao, nhưng mà mình được trang bị thêm là phanh ABS luôn nha các bạn. Màu này là màu xám kết hợp với tông màu đen và đỏ nha các bạn. Nhìn xe của ta rất là siêu xe thể thao nha. Để các bạn xem chi tiết tem công ty Honda cũng đã thiết kế tem lại, nhìn cũng rất là thể thao nha các bạn. Cá nhân mình thì mẫu xe này rất là đẹp nha các bạn, khá là đẹp. Để các bạn xem được thiết kế chi tiết tem thể thao luôn các bạn, bên hông xe, phía trước xe, bên hông xe luôn. Và chi tiết và logo 3D Winx được làm bằng vật liệu rất là sáng bóng nha các bạn. Đây, và tay nắm phía sau được đổi thành màu đỏ luôn nha các bạn, thay thành màu đỏ luôn. Tất cả tổng thể xe mình phối lại một cái màu rất là đẹp. Và mình hôm nay thì mình cũng đã nhận được cái giá xe mình bán bên thị trường hôm nay luôn rồi. Mình sẽ báo giá chiếc này cho các bạn luôn nha. Thì chiếc này hôm nay thì giá cập nhật cho các bạn là 48.990.000 nha các bạn. Phiên bản này là sử dụng phanh ABS luôn nha các bạn. Là màu mới nhất của dòng Winx, siêu phẩm mới của Honda Việt Nam nha các bạn. Màu này là màu xám đỏ đen nha các bạn, nhìn rất là đẹp. Và đặc biệt là bên công ty của mình đang có hỗ trợ cho các bạn mua xe trả góp luôn nha các bạn. Và hỗ trợ cho các bạn mua trả góp 0 đồng luôn. Rồi, thì hôm nay thì mình có một cái bảng tính, mình đã tính cho các bạn xem tham khảo nha. Thì giá xe, đây các bạn xem cái bảng tính tham khảo của mình nha. Giá xe của mình á thì là 48.990.000, thì trả trước 0 đồng nha các bạn. Hỗ trợ các bạn trả trước 0 đồng luôn. Thì nó có 15 tháng, thì mỗi tháng các bạn góp là 3.887.000 nha các bạn. Và điều kiện của các bạn thì cần 4 loại giấy tờ. Thứ nhất là giấy chứng minh nhân dân, cái thứ hai hộ khẩu, cái thứ ba giấy phép lái xe, và thứ tư là hóa đơn điện. Thì các bạn có thể chụp hình gửi cho mình, thì mình sẽ gửi bên công ty thẩm định online trực tiếp cho bạn luôn. Thì khi hồ sơ các bạn đậu thì các bạn chỉ cần vô cửa hàng mình nhận xe thôi. Và đặc biệt chương trình giá góp này hỗ trợ các bạn luôn là nhận luôn rồi quẹt gốc nha các bạn. Thì video clip của mình hôm nay thì chủ yếu chỉ giới thiệu cho các bạn mẫu xe màu mới của Winx của Honda Việt Nam. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ mình tên Vinh, số điện thoại 0907 759 795. Đây, về phần mặt nạ phía trước được đấu tem rất đẹp nha các bạn. Rồi, video của mình thì đến đây cũng xin kết thúc. Thì các bạn nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh của mình để được cập nhật giá xe, chương trình khuyến mãi, chương trình góp cũng như những màu sắc xe mới và những sản phẩm mới của Honda Việt Nam cũng như công ty của mình. Thì mình sẽ thường xuyên review để cho các bạn nắm bắt những thông tin tốt hơn. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình. Thì mình nhắc lại, mình tên Vinh, số hội 0907 759 795. Và cửa hàng của mình là Hết Honda Hồng Đức 11, địa chỉ là ở Kinh Cùng, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ mình trực tiếp tới mình nha. Kính chào các bạn và hẹn các bạn video lần sau.